Chào bạn, rất vui đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình có về một số hàng thì mình sẽ chia ra để giới thiệu. Thì đợt này mình sẽ giới thiệu các bạn một số cặp loa và âm lây đồ đĩa. Thì trước hết là các bạn nhớ đăng ký kênh để khỏi bỏ lỡ những video mới nhất đến từ kênh Nguyên Hùng Audio của mình nhé. Đầu tiên là cái đầu CD đến từ Onkyo, có model của nó là DX3800. Đây là một cái đầu CD khá là nặng và rất là size của nó rất là dài, nó dài như cái âm lây luôn. Con này đọc đĩa rất là tốt, chất âm của nó cho cái ra cái định dạng 24 bit. Thì cái con này là dòng CD thôi các bạn, không có chức năng dạy mã rời bên ngoài, mạng lưới ấy cho mình là như vậy. Thì con này nó có cái dòng điện là một, để mình coi lại dòng điện bao nhiêu nhé. Mình in nhé, bên điện của nó là 120V. Đây là hàng xuất Mỹ nha các bạn. Và con này có mức giá là 3 triệu rưỡi. Rất là phù hợp để các bạn nào mà chơi CD hoặc là biến nó thành một cái đầu cơ để chúng ta chơi qua những cái đầu dạy mã cao cấp. Thì cái con này là một cái dòng xuất Mỹ nên chúng ta rất là ít bắt gặp tại thị trường Nhật Bản và Việt Nam. Thì các bạn lưu ý là mức giá 3 triệu rưỡi. Tiếp đến là một cặp loa rất là nổi tiếng của bao nè. Model là S170. Nó nổi tiếng là nhờ cái sự săn lùng của những cái đôi S180. Thì 170 nó có mức giá rất là hợp lý, chỉ là 10 triệu rưỡi thôi, nhưng mà nó sở hữu âm thanh cực kỳ trong trẻ và ngọt ngào. Nếu các bạn đã chơi những cái dòng loa mà sở hữu trép điện của Pioneer thì bạn sẽ cực kỳ ấn tượng với cái tiếng trép nó rất là hay. Đơn cử là cái cặp Pioneer Y77, nhưng mà cái dòng này thì nó lại cho cái tiếng trép hay hơn rất là nhiều Y77. So với mức giá thì con này Y và Y77 gần như là ngang nhau, nhưng mà con này có thiết kế thùng nó sang hơn, gọn hơn. Mình thì mình nhìn thấy nó giống những cái dòng thùng của Korang hoặc là những cái dòng của đi tâm kiểu kiểu cái thùng này giống vậy, nhưng mà cái trép cái mấy cái này thì nó lại giống của 180A. Thì cặp này có công suất là bao nhiêu nhỉ, để mình coi lại thử coi. 130W, 6,3 ohm. Cái dòng Pioneer này thì nó mấy cái đời này nó ưa làm cái ohm nó lẻ lẻ, không phải là 6 mà cũng phải là 8 mà lại là 6,3. Và đồ loa này thì mình đang bán cái mức giá là 10 triệu rưỡi, nhắc lại với các bạn là 10 triệu rưỡi. Rất là đẹp, màng carbon nó thông qua đây. Bạn lưu ý là tất cả những sản phẩm hôm nay mình bán đều có lưới đầy đủ nha. Rồi, lát mình quay xong rồi mình đưa lưới cho bạn xem. Rồi tiếp đấy là cặp Onkyo D5RX. Đây là một cái cặp loa mà nó là cái dòng tầm trung của Onkyo, sở hữu bass 25, mid, dom và treble dom. Thì cái con này thì nó có cái hai cái nấm tinh chỉnh ở trên loa. Hồi nãy ở Pioneer mình cũng quay nói nó vẫn có hai nấm tinh chỉnh nha. Thì Onkyo D5RX là đàn em của D7RX. Với cái mid và treble sử dụng giống như nhau. Thì nếu các bạn mà không có căn phòng nào lớn hoặc là chúng ta không không muốn nghe được những loại nhạc bạo lực quá, chát chúa quá thì D5RX là sự lựa chọn rất là lý tưởng. Bass 25 của nó tuy là không lực bằng bass 30 của dòng D7, nhưng mà cái âm bass của nó rất là đủ để các bạn chơi trong những căn phòng 40 m² trở lại, tiếng bass ngập tràn luôn. Và cái cặp loa này thì để mình coi xem nó có cái mức công suất là bao nhiêu nha. Công suất một trăm hai mươi watt, 6 ohm, nặng 17 kg mỗi loa. Trong cái video hàng về thì mình cũng không có giới thiệu kỹ, các bạn chờ trong cái video mà test nhạc thì mình sẽ giới thiệu kỹ từng cặp loa nhé.
trong là rất là đẹp, màng carbon này dạng như da rắn này đó. Video giới thiệu hàng mình sẽ bỏ riêng ra, mình giới thiệu từng cặp. Và tiếp đến là cái cặp loa Hakit, cặp loa Onkyo này thì có mức giá là 7,2 triệu. Cặp loa Hakit AS48, đây là cặp loa mà hãng Hakit đặt JBL làm driver, nghĩa là làm track và làm bass. Thì cái bass của nó khá, bass và track nó giống y như là Lancer 99, nhưng mà được Hakit đặt hàng làm theo cái tiêu chuẩn của Hakit nên cái âm thanh nó cũng có phần khác nhau. Thì mình hình như là mình có video test rồi, thì các bạn cứ lên nghe nhé. Còn bạn nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh thì sẽ sớm cập nhật video mình đăng lên. Con này thì nó có cái công suất là 50W, trở kháng là 8 ohm, độ nhạy là 90 dB, thùng của nó gỗ sồi. Cái lưới của nó dạng khung tranh rất là đẹp đó, rất là đẹp luôn. Lưới Lancer 99 lại là lưới dạng như mắt gỗ, mắt cáo. Thì cặp này nó sử dụng cái từ Aniko giống như Lancer 99 luôn, rất là hay luôn. Quay lại một lượt cho các bạn xem những sản phẩm mình mới về. Ok, bạn nào có nhu cầu hãy liên hệ sớm mình, số điện thoại góc màn hình. Nhắc lại là đầu đĩa là 3,5 triệu, F170 là 10,5 triệu, D77R xin lỗi D5RX 7,2 triệu. Và cái cặp này Hakit AS48 là 18 triệu. Thôi chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.